thước đo sự hài lòng của người bệnh quyết định sự sống còn của bệnh viện. Tại nhiều bệnh viện tuyến trung ương, người bệnh chấm điểm sự hài lòng rất cao. Tuy nhiên, chỉ số hài lòng tại bệnh viện ca trung ương vừa được công bố mới đây lại thấp nhất trong các bệnh viện tuyến trung ương khu vực phía Bắc. Vậy tại sao lại có kết quả này? Phóng sự sau sẽ có câu trả lời cho vấn đề này. Hai bệnh nhân ghép chung một giường, thậm chí có thời điểm ba bệnh nhân bị ghép giường. Đây là hình ảnh tại cơ sở 3 bệnh viện ca trung ương. Nhiều bệnh nhân cho rằng việc nằm ghép giường là điều thường xảy ra tại đây. Tuy nhiên, điều mà nhiều bệnh nhân cũng chưa hài lòng, đó chính là thái độ của một số cán bộ nhân viên y tế còn gắt gỏng, chưa niềm nở. Nhưng trong số tốt đó không phải đã là cũng còn những một trong những cá nhân làm ảnh hưởng chung đến cả cái y đức của ngành bác sĩ. Nên tôi cũng cho nhắn nhủ rằng là một bác sĩ hoặc là một y tá viên hoặc một điều dưỡng viên, những người bệnh nhân ở đây vào nằm ấy, thì thực ra người ta cũng đã rất nhiều những cái suy nghĩ rồi, cho chỉ một lời nói động viên thôi đã làm người ta rất là an tâm và cảm ơn, không nên gắt gao. Cũng có trường hợp là tôi đã phải nằm ghép, nhưng mà vì trường hợp bất đắc dĩ vì bệnh nhân quá đông cho nên là cái điều kiện đó là bất khả kháng, thì chúng tôi bệnh nhân là cũng phải chấp nhận. Bệnh viện ca trung ương luôn trong tình trạng quá tải. Số lượng bệnh nhân điều trị nội trú từ 1.500 đến 1.800 bệnh nhân một ngày. Điều trị ngoại trú là gần 6.000 bệnh nhân, trong khi số giường bệnh tại 3 cơ sở là 1.500 giường. Vì vậy, tình trạng phải nằm ghép 2 người một giường là điều không thể tránh khỏi. Chưa kể, nhiều bệnh nhân ngoại trú phải điều trị hóa chất hàng tuần. Lãnh đạo Bệnh viện ca trung ương cũng thừa nhận, bên cạnh việc phải nằm ghép, thái độ của một số cán bộ nhân viên y tế tại bệnh viện còn chưa tốt, đặc biệt tại cơ sở 3 là cơ sở khang trang nhất. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc tập trung hoàn thiện xây dựng và đưa vào hoạt động mà thiếu sự kèm cặp và giám sát thái độ ứng xử của cán bộ nhân viên. Chúng tôi sẽ tổ chức mời Bộ Y tế xuống tập huấn lại cho cán bộ bệnh viện về đổi mới phong cách, thái độ hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Thứ hai là sẽ tổ chức ký cam kết lại giữa giám đốc, công đoàn và trưởng các phòng phòng là cũng tiếp tục nhận thêm cán bộ. Bởi vì hiện tại với cái quy mô 1.800 giường bệnh, nhưng bệnh nhân ca chỉ có hơn 1.000 cán bộ nhân viên. Tức là hiện tại cái công suất cán bộ bệnh nhân ca đang làm việc gấp đôi so với cán bộ bình thường ở các cơ sở y tế. Giảm tải bệnh viện đi đôi với nâng cao chất lượng, trong đó sự hài lòng của người bệnh sẽ tạo nên thương hiệu cũng như quyết định việc sống còn của bệnh viện. Như vậy, không chỉ bệnh viện ca trung ương nói riêng, mà các bệnh viện hay cơ sở khám chữa bệnh y tế nói chung cần thường xuyên đo lường sự hài lòng của người bệnh để qua đó thấy được những thiếu sót, hạn chế và đưa ra những giải pháp để khắc phục. Theo Cục Thú y, cho đến thời điểm này của năm 2016, cả nước không có dịch lở mồm long móng, cũng không có dịch cúm gia cầm. Các ổ dịch chỉ xuất hiện rải rác tại một số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ nhưng được các địa phương phát hiện xử lý kịp thời. Riêng đối với thủy sản, dịch bệnh